chào quý khán giả xem đài Sài Gòn TV 55.3. Chương trình Sức Khỏe và Đời Sống trở lại với quý khán giả. Chương trình này được bảo trợ bởi Hội Y Nha Dược Dallas Forward. Tôi là bác sĩ Hạnh Nguyễn, bác sĩ gia đình, làm ở JPS. Còn ở đây hôm nay mình cũng rất là hân hạnh được bác sĩ Jonathan Hoàng Lâm trở lại với chương trình hôm nay. Mình sẽ nói về hypertension. Xin chào bác sĩ Hạnh, xin chào khán giả của đài Sài Gòn TV. Tôi rất hân hạnh trở lại ngồi ghế ở đây với lại bác sĩ Hạnh. Hôm nay tụi mình nói về bệnh cao máu, cao tăng xông. Ok. Thì thật cái bệnh đó rất là thông thường. Yeah. Tức có nhiều người rất là bị. Yeah. Thì mình nói trong dòng nước Mỹ này cũng như là 75% mọi người đều có bị cao tăng xông, depend on what level, phải không anh? Thì đúng rồi. Thì trước hết mình phải define, tức là định nghĩa coi làm sao là cái người bị bệnh cao là cao áp huyết. Cao áp huyết, cao tăng xông, cái range đó là cái gì? Thường thường á, mình nói normal á, ideal là 120 qua over 80 ha. Okay. Rồi những người mà nói pre-hypertension á, là giống như là mình chuẩn bị cao trước khi bị trước khi bị á, thì là mình cứ nói là 121 cho tới 139. Còn cái số on the bottom á, là nói từ 80 cho tới 89 ha. Rồi hypertension là cái gì? Hypertension là cái số đó là bắt đầu từ 140, rồi cái số bottom là 90 trở lên. Rồi mình cũng nói mình đã bị tăng xong rồi đó, rồi mình cũng phải nói how severe. Đúng rồi. Mình phải nói là stage 1, stage 2 hay là hypertensive urgency, emergency. Thường thường stage 1 á, thì là nói là 141 cho tới 159 là cái số số top á. Còn cái số bottom á, thì mình nói là từ 90 cho tới 99. Cái đó là stage 1 ha. Rồi stage 2 á, thì cái số nó sẽ cao hơn, thì mình nói là 160 trở lên cho tới 179. Rồi cái bottom number thì em thường thường xài cái số là 100 cho tới 110 không? 109 đi, 109 chưa tới 110 ha. Rồi chừng nào mà nói cái số nào là cái số là rất là nguy hiểm, là cái số nào là mình cần phải trị immediately, phải coi chừng là phải là họ có bị an organ damage gì không á, cái số đó là hơn 180. 180 trở lên. Rất cao rồi. Dạ, là rất là quá cao. Rồi cái số bottom á thì mình có thể nói là 110 trở lên. Đúng, đúng vậy. Dạ. Mà tới mình mà tới cái số cao như vậy rồi đó, thì theo anh xác nhận là mấy cái bệnh nhân này họ có symptom gì anh? Thì đa số là sự thật mình không muốn đợi nó lên cái trên 180, 170, 180 trở lên. Rồi số dưới tốt hơn là đừng bao giờ lên 110. Thì cái lúc đó là mình định nghĩa là tùy cái hai thứ. Nếu mà cái số họ cao như vậy rồi đó, nhưng mà nếu mà họ có triệu chứng là chóng mặt rồi, hay nhức đầu và mắt nó đã mờ rồi, tức là cái tăng xông nó lên, nó làm cho cái não mình bị pressure trong đó là rất là nặng rồi, hay là ngực bị nặng, bị khó thở, thì lúc là cái tim nó nhồi rồi, nó cũng hơi mệt rồi. Cái đó là họ nên đi thẳng vô emergency room. Thì trong vòng 24 tiếng á, là người bác sĩ trong emergency room sẽ cho thuốc cái gì nó nhanh một chút xíu để cái tăng xông nó xuống khoảng chừng 10 điểm, ví dụ vậy đi, 10-20 điểm thôi, không có xuống lắm. Nhưng mà nếu mà họ không có triệu chứng mà cái số họ đo ở nhà vẫn rất cao, thí dụ như 160, 170, 180 mà không uống thuốc nhưng mà không có triệu chứng á, thì tốt hơn lên gặp một người bác sĩ cho họ đo lại. Rồi xong rồi có thể họ sẽ cho thuốc. Rồi khoảng chừng 2-3 ngày á, trong vòng 48 tiếng á, thì sẽ tái khám lại coi có nó xuống được 5-7 điểm gì đó, thì do người nó bớt mệt rồi từ từ giảm cái số đó xuống rồi phải uống thuốc. Nhưng mà sự thật mà nói cái cao tăng xông thì cũng tùy phái nam với phái nữ. Thí dụ phái nữ cái số họ nhiều khi còn thấp hơn nữa. Có nhiều người phụ nữ Việt Nam mình nhỏ nhỏ con, mấy bà hay là mấy chị đó, thì nhiều khi mình thấy là cái số của họ số trên đó nó khoảng chừng 90% thôi, rồi số dưới khoảng chừng 60-70 thôi. Mà người họ khoảng chừng thí dụ 5 feet hay là khoảng chừng 90-110 pound vậy thôi, thì cái số đó sự thật cũng là bình thường cho cái người đó, không có nghĩa là cái số họ thấp quá. Bác sĩ Hạnh thấy nó có đúng không? Dạ đúng. Dạ, đối với mình làm việc với những người Mỹ, họ rất là cao lớn,
Rồi nếu mà họ vô phòng mạch của mình mà blood pressure của họ là 90 hay qua 60 là họ thấy không muốn xỉu rồi, họ rất là khó chịu. Nhưng mà đối với người Á Đông, người nhất là người phụ nữ của mình thì tăng xong mình nó rất là nó thấp nhưng mà nó vẫn là bình thường. Mình chỉ cần focus on symptom ha. Nếu mình cảm thấy mình dizzy là thấy chóng mặt, khó chịu á thì mình nên đo tăng xong coi nó có thể là quá cao hay là quá thấp. Khi mình dùng thuốc á, mình cũng muốn là dùng cho control nó tới khoảng 120 tới qua 80 thì cũng được rồi, hay cũng ballpark vậy thôi, không cần exact. Đúng rồi. Chứ nhiều khi mình dùng thuốc nhiều quá hay là mình có mình bệnh hay cái gì đó thì nó có thể làm cho cái tăng xong của mình quá thấp mà mình có thể bị xỉu. Thì lúc nào tốt nhất cái nếu mà mình cảm thấy khó chịu mình nên đo tăng xong của mình. Đúng hơn, cái người mà có bị bệnh tăng xong rồi á thì tốt nhất ở nhà có một cái máy. Thì cái máy là đo trên cái cánh tay á thì nó chính xác hơn là cái máy đo cho cái khuỷu tay. Rồi xong rồi nếu mà họ cao đến độ mà họ phải uống thuốc á thì đương nhiên bác sĩ cho toa. Nhưng mà cái điều quan trọng là trước hết là họ phải đo cho nó chính xác không? Chứ nhiều khi ở nhà cứ đo rồi cứ lo ngại, hay là nhiều cái máy nhà nó đo nó không chính xác đó. Thì luôn cả cái người bệnh nhân lên phòng mạch mình đo, mình nhiều khi mình phải đo hai cánh tay, hai bên, cho make sure là hai bên nó đều hết trơn, nó cao. Rồi mà một khi uống thuốc rồi thì đương nhiên chút xíu mình nói về cái thuốc, cái phần sau. Còn có nhiều trường hợp họ đi Mỹ còn một cái nó kêu là white coat hypertension, tức là cái người mà lên văn phòng bác sĩ, hay là nhiều khi nha sĩ đi. Một khi là răng họ đang đau thì cái tăng xong họ lên, hay là nhiều khi họ hồi hộp đó, thì cái trường hợp đó rất là nhiều phải không? Rất là nhiều là cái người đi. Cái đó em cũng bị nữa. Nói thiệt là em đi nha sĩ em rất là sợ. Đúng rồi. Lên nha sĩ là thường máu tăng xong cũng khoảng chừng 90 hay 100 là cái số top number thôi. Rồi tới khi mà em mà tới dentist một chút là nó lên 120, 130. Đúng rồi. Thành ra mấy người đó thì thật tốt hơn á là ở nhà có cái máy rồi họ đo đi, rồi nếu mà ở nhà relax thì một mình đo đó mà nó vẫn trên 140-90 á là cái là prehypertension thì tốt hơn là lên tái khám lại. Mình cứ coi trong vòng một tuần vậy đó, có ngày nào mà mình không có được không có cái value nó không có được normal. Với lại nếu mà trong vòng một tuần đó mà ngày nào nó cũng hơn 140 hay hơn 150 top number hay bottom number lúc nào cũng hơn 90, mình có nên mình cũng phải nói cho bác sĩ mình biết, có lẽ là nó cũng lờn thuốc đi, mình cần phải thêm thuốc. Với lại nhiều khi mình cũng có thể things that we can do, giống như là ăn bớt muối đi, hay là mình đỡ stress, đừng có la con cái nhiều quá, hay là nếu mình bận việc làm là mình stress out quá đó, mình phải tập yoga hay tập breathing exercise để mình tự calm mình xuống. Mấy cái đó là free, cái đó khỏi cần phải uống thuốc. Đúng rồi. Tức là bác sĩ Hạnh nói nãy giờ là cái lý do khác nó làm cho cái tăng xong mình lên, tức là như là secondary hypertension, là thí dụ như là mình uống mấy cái thuốc nghẹt mũi, sổ mũi, mình bị cảm, mình đi mua thuốc gì mà nó có chất Sudafed, decongestion là chất gì mà nó làm cho mình bớt nghẹt mũi đó, luôn cả mấy cái thuốc xịt mũi nữa. Như mấy cái Afrin đó, nhiều khi mình dùng mấy cái thuốc đó nó cũng làm tăng xong mình lên. Rồi đương nhiên cái điều mấy thuốc khác như là cà phê hay là rượu làm tăng xong lên. Rồi hút thuốc rất nữa. Nhiều thuốc lá, nicotine, tức là còn bác sĩ Hành nói là stress, người không ngủ được, lo buồn nhiều. Nhiều khi tăng xong nó cũng lên, thì có rất nhiều lý do là tăng xong nó lên, tức là gia truyền là hypertension, cái nghĩa là cao huyết áp mà bị từ cha mẹ cô cậu rồi cả gia đình bị hết trơn. Thì mấy người đó thường khoảng chừng 30 mấy 40 mấy mà cái người họ bắt đầu hơi có cân một chút xíu, rồi không tập thể dục, rồi không cử ăn bớt mặn này kia thì thường họ sẽ lên. Thì đa số mấy người đó là lên đủ cái số như mình nói hồi nãy thì tốt hơn là phải uống thuốc. Còn mà cái người mà có cái lý do khác mà mình nói là coi như là nhiều khi không phải là có gia truyền đó, rồi chỉ có là họ bị stress, rồi không ngủ được, rồi ăn uống, hút thuốc lá này kia, mấy chuyện đó thì từ từ họ phải tập bỏ đi, hay là cái đi exercise thì rất là quan trọng. Cái đó mình dễ nói nhưng mà nó hơi khó làm, hơi khó thì giờ, nhưng mà làm được cái đó thì tốt.
Còn nãy giờ mình nói là định nghĩa hypertension rồi, rồi mình nói tất cả cái người triệu chứng rồi không có triệu chứng. Rồi bây giờ thí dụ như nói về nếu nó cao đủ đến đổi thì là mình lên từ trên đầu xuống tới cái chân đi là cái ảnh hưởng của cái tăng xong mà nó làm sao? Thì cái bệnh cao tăng xong này á, mình lúc mà mới đầu mới diagnose mình đâu có cảm giác gì đâu. Đúng người ta, rồi. Rất là nhiều bệnh nhân vô nói tôi đâu có cảm thấy bệnh hoạn gì đâu, tại sao bắt tôi uống thuốc? Rồi nhưng mà cái bệnh này over 5, 10, 15 years á, thì nó có thể là nếu mình không trị á, từ trên đầu á, mình có thể bị stroke. Okay. Bệnh mạch máu ha. Okay. Rồi mình có thể bị mắt, mình có thể retinal hemorrhage, cũng có thể bị mù được. Rồi tim thì heart attack. Rồi giống như mấy cái tĩnh mạch, mấy cái động mạch của mình đó, nó phải bị cứng, nó có thể cũng thể bị vỡ ra giống như aorta abdominal aneurysm. Rồi mình cũng có thể bị mấy cái vessel nó bị cứng đi, rồi mình bị peripheral vascular disease. Bây giờ cái triệu chứng nó rất là nhiều, có thể là chút xíu mình trở lại phần 2. Xin quý vị khán giả đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại. Xin cảm ơn.